khán giả đã đến với chương trình Real Life. Thì hôm nay Tuấn dẫn mọi người đến gặp một vị khách mời đã xuất hiện trong chương trình Come Out rồi. Nhưng mà Tuấn vẫn thắc mắc nãy giờ là vì sao bạn ấy lại hẹn Tuấn ở một nơi mà đang hơi là bừa bộn như này và rất là nhiều thứ cần được sắp xếp lại. Thì bây giờ mình vào mình gặp người khách mời đấy nhá. Không biết Yumi còn làm ở đây không ta? À, anh Tuấn. Lâu lắm mới gặp lại em, dạo này xinh quá. Nhân vật mà hôm nay chương trình Green Light sẽ cùng khán giả gặp gỡ là cô nàng Yumi, Mì Xí Sọn, hiện đang là một cô đào khá nổi trong gánh hát Lô Tô Hương Nam. Cô nàng cũng đã từng xuất hiện trong chương trình Come Out và có đôi điều đã chia sẻ về những khó khăn trong quá trình trở về với giới tính thật của mình. Liệu rằng những khó khăn đó đã dừng lại hay còn khó khăn vất vả nào khác? Hãy cùng MC Minh Tuần gặp gỡ cô nàng nhé! Mà anh thắc mắc là vì sao Yumi lại hẹn nhau ở chỗ này? Em định hẹn anh ở chỗ khác, nhưng mà chỗ này nó mang nhiều kỷ niệm với em với lại mấy anh chị trong Hương Nam lắm. Cho nên là kỷ niệm là sao em? Nơi đây là nơi mà Hương Nam được nhiều người biết đến. À, thấy mặt em kiểu nhiều cảm xúc quá hả? Nó cũng gắn liền từ những cái ngày đầu mà Hương Nam có mặt, rồi tự nhiên giờ mình không được diễn nữa, thấy hơi buồn buồn. Ủa, cái này là mình đang thu dọn đồ đạc hả em? Dạ, mấy cái này là đêm trước mấy bạn diễn rồi, còn để em định gom lên đó cho gọn. Thế bây giờ mình tìm một cái chỗ nào đó mình ngồi mình nói chuyện, em có thể chia sẻ một tí cho khán giả về công việc của mình nhé. Hôm nay lần đầu tiên được đến để xem cái nơi làm việc ở trong hậu trường như thế nào, tại vì lúc trước anh có đến đây xem một lần rồi. Dạ. Em làm ở Hương Nam được bao lâu rồi? Dạ, thật sự em làm ở Hương Nam là từ cuối năm 2017 cho đến bây giờ. Vậy là gần 2 năm. Dạ, gần 2 năm. Cơ duyên nào làm cho em là một thành viên của Hương Nam? Có một bà chị, bà đi về quê chơi thì bà thấy em hát ở đó, thì bà mời em lên tham gia game show Loto Show Gánh Hát Ngàn Hoa. Từ đó cái chương trình của Loto Gap mới khi tụi em về diễn Loto cho em chụp tụi em một cái sân khấu luôn. Có một kênh đó quay lại cái clip của tụi em và đã đăng lên YouTube, thì từ đó ở Sài Gòn người ta biết đến Loto là nhờ cái clip đó, và người ta biết đến Hương Nam thì sau này mới có nhiều chương trình khác. Trước khi về với Hương Nam á, thì em đã trải qua rất là nhiều đoàn rồi ha. Anh muốn nghe những cái câu chuyện gọi là trần ai nhất mà em đã từng trải qua với những cái đoàn Loto. Chắc có lẽ là thành viên bán vé Loto. Mình là cái người bán vé thì trưởng đoàn bắt mình phụ ghi vé nè. Chiều diễn là chân hàng, diễn xong thì mình phải quét gác, mình phải đem hàng quá vô rồi mới được lãnh lương. Có lẽ là những cái lần mà mình đã hát trên sân khấu rồi đi bán vé mình bị người ta chọc ghẹo hay là mình bị đánh. Cũng có bị đánh nữa anh. Lý do vì sao người ta đánh mình em? Lý do nó cũng đơn giản lắm. Người ta thích mình, người ta rủ mình đi chơi, mình cũng bị đánh. Đơn giản quá. Nó đơn giản đến mức mà mình không thể không thể nghĩ là nó xảy ra. Không thể nghĩ là nó sẽ xảy ra với mình. Nhưng mà kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời em là lúc đó đi diễn tháng mưa. Mình thì ngủ mà ở trên thì lót bạc thôi. Mưa lớn cái mức độ mà mình đang ngủ nửa đêm cái sụp miếng bạc xuống ướt nhẹ hết trơn, cái từ đó thức tới sáng luôn. Đó là cái lúc đó bán vé ra chưa được hát nữa. Rồi từ bán vé đoàn này cái mình thấy khổ quá mình mới đi qua đoàn khác. Xong cái lần mình tập mình nói mấy chục bò, mình dở xô lên con bò nó chạy vòng cái số đó, mình đi qua đoàn khác mình hát, chứ mình là thành viên bán vé của đoàn đó là mình mang vé suốt đời. Là có nghĩa là mình muốn hát là mình phải đổi đoàn? Dạ, chứ không bao giờ mà mình đang làm ở đoàn đó mình bán vé mà mình trở nên không hát được. Tại vì người ta nói mày bán vé mày có tài là mày đã hát trước rồi, chứ phải tới bây giờ mà mày mới hát, nhảy với đoàn khác là mới lên hát. Cô bé đi bán vé thành một cô đào hát trong bao lâu em? Chỉ có mấy tháng thôi. Mấy tháng? Ngày đó em lanh lắm. Bán vé đoàn này mà thấy cực là từ đầu em bay. Chị ơi, chị đi đoàn nào, chị giới thiệu cho em đi. Chứ em nói mấy chục bò được, mặc dù là mình không biết nói mấy chục bò. Mình dặn nói là mình biết nói mấy chục bò để cho người ta kêu mình qua đây, mình đi qua đó. Mình là người nói bò chứ mình không phải là người bán vé. Đến bây giờ cái lửa trong em nó còn như ngày đầu tiên không Yumi? Đến bây giờ cái lửa Loto trong em nó càng ngày nó càng mạnh hơn, nó cháy hơn ngày xưa nữa. Tại đấy là gọi là cái nghiệp rồi đó. Em cũng có một số người yêu thích những cái câu Loto của em, cho nên là em cảm thấy rất là phấn khích khi mà được người ta ủng hộ như vậy. Anh thắc mắc là từ lúc khi em làm một cô bé bán vé, có bao giờ em nghĩ là em sẽ trở thành một người hát Loto nổi tiếng như bây giờ không? Cái đó hả? Hồi đó chưa. Hồi đó em không có được ngoại hình như bây giờ. Em mụn nè, em đen, em xấu lắm. Bây giờ thì nhìn em đã đỡ hơn. Từ khi anh quay Come Out với em á, đến bây giờ gặp lại anh còn bất ngờ. Em xinh hơn rất là nhiều. Em không nghĩ rằng là em sẽ trở thành
cái người mà đứng hát lô tô mà được nhiều người ái mộ như vậy. Anh tin đi, em đi diễn ở trong quán bar nè, hay là em đi diễn ở những quảng trường lớn, thậm chí là em ra tới Đà Nẵng em diễn tại Cầu Rồng, em không nghĩ rằng ủa sân khấu thì tôi được bước lên hết ta. Hiện tại bây giờ bước lên sân khấu người ta nhìn mình là người ta réo họ, ô mình suy nghĩ mình giống ca sĩ quá ha. Em nói trong bụng em á thì em hát cũng hay, nhưng mà lô tô là em hát chuẩn lắm nha, nhưng mà nhạc thì em hơi châm chế xíu. Em ngồi đây em nói chuyện với anh, em không nghĩ rằng em được như ngày hôm nay, em rất là mừng luôn á cho đến bây giờ. Nhưng mà em đi về quê em đi bình thường nha. Ngày xưa anh, em nói thiệt với anh nha, không bao giờ mà thanh niên gặp em được ban ngày à. Hay là mấy anh chỉ có nhà ở gặp em ban ngày thôi. Em đi ra đường em ngại lắm, em bịt mặt không mà, em sợ người ta biết mình như vậy người ta cười chê mình nữa chứ. Không phải như bây giờ mà em đi bình thường ở cái nơi đó em cười giỡn người ta đâu. Còn bây giờ thì nó đỡ hơn, tự hào hơn, tự tin hơn xíu. Rồi Loto cho Yumi nhiều thứ. Yumi thấy Loto đã lấy đi của Yumi cái gì? Chắc có lẽ nó đã lấy đi những cái ước mơ đam mê từ nhỏ. Ngày xưa thì em có ước mơ là em làm MC hay là em làm nhà thiết kế thời trang. Tại vì hồi xưa em yêu thích quần áo lắm. Cơ duyên nó tới với Loto. Người ta thường nói cái câu là nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề. Lúc nãy giờ nói về câu chuyện về nghề nghiệp của Yumi, thì bây giờ anh muốn dẫn mọi người về nhà của Yumi để thăm hỏi về cuộc sống của em và các bạn ở cùng với em như nào, được không? Dạ được. Nhưng mà về phòng em á, sắp sửa trả nhà nó hơi bề bộn xíu. Phòng con gái, phòng con gái cái việc nhiều đồ đạc là bình thường. Thế bây giờ mình dọn cái chỗ này một tí xíu rồi mình đi nhá. Dẫn dắt anh về nhà. Nhưng mà nhà là sắp sửa trả rồi, đồ đạc ở trong phòng anh biết đồ con gái đó hơi bề bộn xíu. Chắc đồ diễn nhiều ngập nhà. Dạ. Con gái ở nhiều đồ quá, quá trời luôn. Mỗi lần dọn nhà chắc mệt em hả? Lúc đầu á lên đây đồ ít xỉu à, lần này là lần đầu tiên dọn nhà không biết cảm giác nó làm sao nữa. Ban nãy thì mình nói về công việc rồi, bây giờ mình nói đến chuyện gia đình đi. Gia đình em á, biết em là có xu hướng chuyển giới hay là hơi nữ tính á, là từ khi em còn bé đúng không? Lúc còn bé á thì em thấy mẹ cũng bình thường à, mẹ không có gay gắt gì mấy. Chỉ có ba thì hay đánh á. Em học gần giữa hết 11 mà còn bị ba đánh. Lý do vì sao ba đánh không em? Thì lúc nhỏ thì chắc tại lì, không nghe lời ba. Ba cũng thấy mình kiểu như là lấy đầm váy hay là làm khăn này kia nọ, làm tóc gì đó. Cái ba cũng nghi rồi, ba nghĩ là ba không nói. Tại vì cứ nghĩ là con trai bình thường thì ngày thường đi học mặc đồ con trai, lâu lâu mới làm vậy. Thì lúc mà em bỏ nhà đi á, em đi lô tô á, thì hai ba con mới tâm sự. Đó là lần đầu tiên mà từ nhỏ đến lớn là ba tâm sự với em nhiều nhất. Ba mới nói là ba có con là con trai, em con là con gái. Mà bây giờ tự nhiên cái con đi làm vậy, rồi thức đêm, thức hôm, đi ca múa, ăn mặc lè lẹt. Em nói là cho dù con có như thế nào thì con cũng không làm gì để ba buộc, cũng không làm chuyện gì trái pháp luật hết. Thì từ đó em đi, cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì em với ba cũng không có được tâm sự nhiều. Chứ bao giờ mà em gọi về cho ba em hỏi thăm. Là do em ngại hay sao Yumi? Nhiều khi nào mình cũng muốn suy nghĩ là quan tâm về ba nhiều lắm. Nhưng mà thường thường là em gọi cho mẹ để hỏi về ba. Chứ chưa bao giờ mà được cầm điện thoại hỏi ba ơi ba khỏe không. Không có, chỉ là gọi cho mẹ hỏi là ba còn nhậu không. Mẹ mới nói là ba nhậu hoài à, mày gọi mày nói không đi. Gọi thì nói đừng tiếng ba ơi ba đừng nhậu nữa. Già có tuổi rồi chứ cũng không nói là ba khỏe không. Tại sao em? Em cũng sợ cái đến hiện tại bây giờ là khi mà gặp ba em không được tự nhiên. Khi mà em đang mang cái hình hài như vậy. Và đặc biệt hơn là trường hợp ở bên nội, em chưa bao giờ em được tự nhiên khi em ăn mặc cái hình hài như vậy hết. Đi về đó thì chồng xóm họ lại họ nhìn đó, họ nói với mấy cô cũng buồn khi nghe người ta nói như vậy. Ba chắc cũng buồn. Bởi vì em ít có ở về nội mà cũng ít có hỏi thăm ba. Đối với người thân trong gia đình mình thì mình sẽ có một cái gì đấy ngại ngùng á, giống như là một cái bức tường giữa hai người. Nếu như mình cứ ngại ngùng như vậy hoài thì có khi nào đến một ngày nào đấy bố mình hay mẹ mình không còn trên đời nữa và mình sẽ hối hận vì mình đã không phá cái bức tường đó đi để gắn kết hai người lại với nhau. Thật sự mà nói em bây giờ hả, em nghĩ như nè, ba em cũng nhìn được em như vậy rồi.
mẹ cũng đã thấy được như vậy rồi. Thì em biết là ba mẹ chắc cũng nằm đêm tâm sự về em nhiều lắm, hiểu và thông cảm cho em. Còn cái vấn đề mà người thân á, nghe mẹ nói lại là lúc em đi chuyển giới á, là mẹ có lên nội, mẹ khoe tại nó đi làm con gái, thì nói nôm na là nói cái từ nhân gian là người ở quê nói là chứ nói chuyển giới thì người ta cũng không biết. Cô mới nói là cho nó đi làm diện chi, mắt dòng mắt chóc á. Lúc đó là em ở bên Thái Lan, em đang nằm ở tại khách sạn để điều dưỡng. Thì mẹ mới gọi qua, mẹ nói vậy cái tự nhiên nó mắt em chạy. Em mới nói là hồi mẹ tắt máy đi con mệt quá, con muốn nằm nghỉ. Em như suy sụp hoàn toàn, mẹ biết, ba cũng biết mình vậy mà giây phút cuối rồi mà. Mấy cô mình là không hiểu. Thì anh chỉ mong là mình có thể can đảm hơn, bước qua được cái nỗi sợ của mình đem ba mình đến gần mình hơn chút xíu. Thật sự mà nói, nhiều khi em cũng lại gần ba nhiều lắm. Bây giờ em xin mượn chương trình em nói là cho dù con á, con có là người con như thế nào, con cũng là con của ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con hứa với ba mẹ con sẽ là một người thật tốt, sống có ích cho xã hội, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Chắc là ba sẽ nghe được cái lời này á. Lần trước em có chia sẻ là em đã gặp rất nhiều khó khăn trong cái câu chuyện thẩm mỹ. Nhưng mà còn câu chuyện chuyển giới thì em bắt đầu nó như nào? Ước mơ nó cũng từ lâu rồi. Thì nhờ mà em làm trong cái hát lô tô Hương Nam thì em dành dụm được số tiền 4 mấy triệu đó. Cái Tết em đi hát show thì cũng được 2 mấy triệu, 3 mấy triệu nữa. Em mới mượn ở ngoài là 20 triệu. Thì đi ca phẫu thuật ở bên Thái Lan là 90 triệu. Cái đấy là phẫu thuật chuyển giới ở bộ phận dưới hả? Dạ, bộ phận sinh dục. Có xảy ra bất trắc hay là nguy hiểm gì sẽ em ở trong cái ca phẫu thuật đó không? Em chỉ có trục trặc tí xíu thôi, nhưng mà cái này thầm kín nên em không có chia sẻ ở đây được. Rồi bây giờ mình quay trở về với lại cái công cuộc mà phẫu thuật vòng 1 rất là nhiều gian nan của Yumi. Rất là nhiều người thắc mắc bây giờ Yumi đã như thế nào rồi. Như em đã chia sẻ trong chương trình Come Out, mình bắt đầu từ cuối năm 2017 đi. Thì lúc đó là đi phẫu thuật ngực ngày 14 tháng 12. Phẫu thuật xong 16 tay là em bay về Việt Nam. Thì khoảng chừng tuần gì đó là phát hiện miếng băng ngực nó bị tuột. Đúng phải là em phát hiện mà bạn nó là gay ở cùng phòng. Em nhớ ở nhờ phòng trọ bạn đó. Thì bạn nó phát hiện mà nói sao cái ngực mày tuột quá vậy. Em nói là tuột làm sao. Bạn nó chỉ là bên đây nó bị xệ xuống như nè. Thì bạn nó mới băng lại cho em. Thế em mới gọi cho chị đó. Chị đó nói là tại mày không nghe lời thì giải tuột thì chịu đi. Em nói chị ơi không phải, cái này miếng băng nó tự tuột chứ không phải là em làm cho nó tuột. Khi chị đó nói như vậy rồi em nhờ một chị chuyển giới khác, và em cũng nhờ cái chị mà cho em mượn tiền đó. Chị đó cho em mượn tiền là chị đó của buộc em đó là đi với người A. Là em phải đi với người A, còn không anh không cho em mượn. Em cũng nhờ người chị này người chị kia thì người ta cũng không giúp. Người ta nói là mày đi với ai thì mày tìm người đó làm lại. Như là em đi tìm anh mà giờ em tìm người A tìm người B giúp em, tao không nhận. Tao nói đi với người nào thì chịu người đó. Cái xong cái đi qua Phú Quốc chơi, cái đi qua đó cái về má Tư cho 3 triệu đám cưới con má Tư. Và để chơi nữa là ăn cưới ăn tiệc luôn. Về là má Tư cũng cho tiền mấy bạn luôn, cho 8 bạn. Trước đó nó tâm sự là ngực bị vậy đó. Má Tư nói là bây giờ cái ca phẫu thuật này làm bao nhiêu, hết đám cưới này má Tư dẫn nguyên gia đình đi Thái Lan du lịch sẽ dẫn em đi theo. Và em đi qua đó em mổ, còn má Tư đi chơi làm gì, làm tiền khách sạn tiền mẫu là má Tư lo hết. Do là có vấn đề tí xíu cho nên là em không được đi Thái Lan trong chuyến đó. Vài ngày sau gần cuối tháng 6 thì đi qua mới ngồi nhậu ngồi chơi má Tư. Má Tư mới hỏi em là cái ngực sao rồi. Cái em nói là nó gì đó má Tư ơi, nó tuột nó xấu lắm, con trai đông lắm. Má Tư kia bây giờ mày cởi cho tao coi sao rồi tao cho tiền mày đi sửa lại. Trời ơi, ai mà làm cái ngực gì vậy mà kỳ vậy, rồi bây giờ làm lời nhiêu. Thì em mới nói là em tìm hiểu trên mạng á chứ em cũng biết chỗ này sao nó, người ta nói là khoảng 20-25 triệu. Má Tư đếm tiền kẹt má Tư cho 30 triệu. Và má Tư dặn những người ngồi ở đó không được nói lại với ông xã má Tư. Mà quan hệ của em với má Tư là như nào mà lại có thể yêu thương em đến như vậy? Em có nhiều người khi mà em chia sẻ trên Come Out á, người ta không có tin là cái chuyện đó là có thiệt luôn. Nhưng mà thật sự đây là một người thật. Em với má Tư chỉ là người dân với nhau, tình cờ gặp nhau trong quán karaoke đó. Mà em có hát tặng cho má Tư bài Hai Giới Tính Một Cuộc Đời nữa. Má Tư nghe má Tư chảy nước mắt, cái hát bài đó xong cái đi về cái má Tư kêu lại, má Tư cho 2 triệu. Đợt sau này má Tư cho số tiền quá lớn,
Tại vì ngực em đi làm là mẹ em vay, mẹ em mượn tiền, rồi em phải mượn ở ngoài nữa mới đủ tiền làm ngực. Còn giờ tự nhiên đùng cái 30 triệu cầm tiền mà mừng á nha, mừng mà không thể tả được là ủa ở đâu tự nhiên có cầm tiền này cho mà tốt quá. Dạ tốt quá, quá tốt. Em tâm sự mới tin có thật hết. Cái em đi về em mới nói với mẹ em, ta là gì mà ta cho tiền mà mẹ còn không tin. Trời tự nhiên đâu trên trời rơi xuống này, không có thiệt mẹ ơi, ta cho, ta thương, ta cho, ta thấy ngực con hư ta cho nè. Hay là cái ngực em nó bị hư, nó bị dính chặt lại vậy luôn, nó dính chùm lại. Em cũng không có tâm sự với Master là ngực em bị như vậy luôn, chưa chia sẻ với Master chuyện này. Không ai hay người ta hỏi là ngực làm chưa sao không chụp phình khoe. Mấy chị em trong giới đó, mày ngu quá à, đây là ngực chứ tao thấy mày mặc đồ khoe gì trơn á. Người ta đâu biết mình bị như vậy. Sau này là cũng tháng 12 mổ ngực lại nữa, mổ ngực lại lần 3 đó, mổ ngực sao lại cái nó cũng không thành công, nó cũng bị dính y như vậy luôn. Mặc dù là em đã thay túi ngực, em đã lấy túi ngực mình nó ra bỏ, em thay một túi mới. Nhưng mà trước đó người ta có hứa hẹn với em, người ta có cam đoan không em? Em thông qua một người môi giới nữa. Cái người môi giới đó nói là chị sẽ tìm bác sĩ cho em. Em nói là bác sĩ ơi, cái ngực bên trái nó bị tuột như vậy nè, bác sĩ phải treo lên cho em và tạo cái ngực cho em, tại vì người ta đã làm cái ngực em hư rồi. Biết rồi. Đến mổ xong cái em đi vô gương em nhìn là lúc đó nước mắt em chảy. Em nói là chị ơi thôi giờ chị tháo túi ngực em ra đi, em đã xấu rồi, bây giờ em nhờ chị làm lại cho em, mà giờ chị làm như vậy nữa rồi làm sao mà em ăn mặc đồ hay là em đi diễn này diễn kia được. Thì chị đó mới nói là thôi gán mấy cưng ơi, nếu mà hư á chị sẽ làm lại cho em, chị nhận ca của em hư chị sẽ thường. Xong cái lần ngực đó qua tới là em đi thái chuyển giới khoảng chừng tháng mấy sau, cái em mới khám tổng quát lại một lần nữa, thì lần này không bị trục trặc gì hết, mới lên ca mổ. Mổ ngực bác sĩ quay hình cho mình á, nằm mổ nè rất là đẹp, ngực tròn và đẹp. Nhưng không ngờ khoảng chừng rằng 3 tháng nay thôi thì ngực em nó lại bị trục trặc. Bên đây á thì cái ngực nó nằm ngang, còn bên đây nó nằm như vậy luôn nè, y chang vậy luôn nè. Thì mới đi qua khám lại, em nói là bây giờ chị lấy túi ngực em ra đi, chứ em không làm nữa, nó làm hoài nó hư hoài em không làm nữa đâu. Bây giờ em lấy ra khoảng 1 năm sao em làm lại. Bác sĩ nói thôi bây giờ đợi nửa tiếng nó đi. Em nói thôi em đỡ hết nổi em đi về quê. Bác sĩ còn nói nữa, thà là làm ngực mới chứ không nhận ngực sửa khó làm lắm. Bác sĩ nói vậy đó. Và mổ xong cho em rồi bác sĩ nói một câu, thôi đừng kiếm tôi nữa nha, tôi không làm nữa đâu. Rồi đó, xong rồi đó. Nhưng mà mấy lần đấy em vẫn phải chịu chi phí gì đó mà đúng không? Đợt sau này là em chịu chi phí là 6 triệu. Còn đợt trước khi đó là chi phí là tiền bệnh viện á, tiền này tiền kia tiền thuốc luôn là 7 triệu mấy, thì chị Lâm Khánh Chi cho em 5 triệu. Còn tiền chi phí mổ á là cái chị đó chỉ nhận ca ngực em hư là chị đền rồi. Ca ngực phẫu thuật sau này thôi là không ai biết. Em chỉ làm âm thầm, thứ nhất là em sợ như nè, mọi người sẽ trời ơi mình đi làm nữa hả. Cái điều thứ hai đó, con này nó không sợ, nó làm hoài. Và điều thứ ba mình sợ người ta nói xui như nè, có làm hoài cũng vậy. Âm thầm em đi làm, em không có để cho người nào biết. Và đến cái ngày mà em đi quay game show chung với Tim Hương Nam thì mọi người mới đặt cái câu hỏi cho em, tại sao mày không mặc đồ hở, thường mà thích mặc đồ hở lắm. Em nói là thôi tôi mới sửa ngực. Trời mà nó chơi, nó thiệt, em nói thiệt nè, đang mặc áo định hình nè, thì em mới chọn một bộ đồ là kín đáo. Bây giờ em đã hài lòng với lại cái vòng một của mình chưa? Anh biết là em vẫn muốn nó hoàn hảo, nhưng mà sau quá nhiều lần rồi thì mình có thể chấp nhận được nó như vậy không? Dạ, thật sự mà nói thì sau nhiều lần hư vậy rồi thì bây giờ cái ca ngực em đang ngồi ở đây với anh, cái ngực em chỉ mới được có 10 ngày, 11 ngày. Là em mới làm cách đây 11 ngày? Em mới làm cách đây 11 ngày. Bên đây em có nói lên cái việc là mẹ em phải vay tiền cho em phẫu thuật ngực lần đầu tiên, thì sau đó cái khoản vay đó mình giải quyết nó như thế nào? Mẹ vay khoản ngực đầu tiên là vay cho em làm ngực á. Cho đến bây giờ em cũng không có hỏi mẹ là tiền đó mẹ trả hay chưa. Tại vì nó cũng lâu rồi. Lúc mà mới làm ngực đầu anh ơi em bồng bột lắm. Em nghĩ lại là em thấy em có lỗi với mẹ nhiều hơn. Em ham lắm, em phải làm cho bằng được. Mà em nói giờ em phải xin lỗi mẹ. Hồi đó em xúi mẹ đi bán đất phải cho em phẫu thuật. Nhưng mà mẹ nói bán là làm gì ăn cả đất ăn. Mà mình đâu có biết. Em còn nói thêm một câu, em nói con này chắc mẹ đau lòng. Giờ bà bán đi, tôi bị đê, tôi đâu phải ăn chay đâu, tôi lấy vợ bà chừa làm của hôm môn cho tôi làm chi. Nhưng mà bây giờ nhiều đêm mình nằm đêm suy nghĩ là cái đó này sau này mình già khổ mẹ cũng cho mình cho ai. Mà mình không biết mình nên nạt nộ mẹ như vậy. Đua đi làm ngực bắt buộc mẹ phải đi mượn tiền cho bằng được. Em phải hỏi tiền góp ở ngoài nữa. Cái làm ngực, đùi cặp ngực về, ngực bị hư, mẹ đâu biết đâu. Sau này Master cho tiền em nói mẹ mới biết. Mẹ còn nhìn chứ. Thì đàn bà đúng, đàn bà là ngực phải xệ xệ chứ nó không có đứng được. Nhưng mà mẹ không có biết ngực mình xệ tới mức độ là tuột luôn cái túi ngực xuống.
rồi đi xuống ngược lại thì mẹ cũng trời, mày làm nữa hả? Mày nói cho ba mày nghe chứ, anh nghĩ đi em mới dám can đảm nói với ba. Thì xong hết rồi là mẹ em nói là dễ nó mới sửa ngực lại đó, ông chạy xe từ từ ông chở nó thôi. Là ba em rước em từ bến xe đi về nhà, ba em chạy từ từ, ba em mới dám chạy mạnh đó. Quả là những khó khăn mà không phải nhiều người cùng gặp phải. Có lẽ Yumi là cô gái duy nhất đi chỉnh sửa ngực tới 5 lần vẫn thất bại. Thế nhưng nhờ vào tinh thần lạc quan và có các mạnh thường quân giúp đỡ, cô gái ấy vẫn luôn tin rằng mình sẽ thành công. Sau khi em trở thành người con gái về rồi thì gia đình em đối với em như nào? Khi đi phẫu thuật cái người ta cũng đặt câu hỏi nghe. Ta cũng đặt câu hỏi cho mẹ, ta hỏi là bộ bán đắt hả? Bán đắt cho nó đi hả? Cái em bên đây không, tiền nó đó, tôi không có cho nó ngàn nào chứ. Thật sự tiền đi chuyển giới là tiền của em và tiền em vay mượn ở ngoài. Em vay người ta 20 triệu đó, một tháng em phải đóng lại, cho đến giờ em còn nợ người ta 10 triệu. Đến bây giờ vẫn nợ? Đến bây giờ vẫn nợ. Bởi vì nhiều khi em về nhà, mấy dì với lại cậu đó cũng kêu cô hai, mấy dì cô hai. Tại nhà có em là thứ hai thì về kêu cô hai, còn mấy đứa em thì kêu chị hai mới về, chị hai mới về. Em có thường xuyên về thăm nhà? Có tiền mới về anh ơi. Ủa sao vậy em? Thì mình về mình phải cho tiền mẹ. Tại vì ở trên đây là tiền nhà nè, rồi mình phải sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị diễn. Rồi khi nào mình cảm thấy mình dư được xíu gì mình về mới cho tiền mẹ. Gần đây á thì em cho tiền mẹ ít. Hồi trước á nha, em nói mà bây giờ thằng sụng đó em cảm thấy bất hiếu với mẹ nhiều lắm. Em ăn xài được, em ăn chơi được, nhưng mà em cho tiền mẹ á là em tính tới mức độ vậy đó. Sau này em suy nghĩ là thôi mẹ tôi mà, tôi cho mẹ tôi nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, tự nhiên mình tính em thấy em bất hiếu. Sau này em cho tiền mẹ em không hề suy nghĩ gì hết. Về nếu em còn 900 em cho mẹ, 700 em chừa 200 em đi Sài Gòn. Từ nhà lên đây là cũng hơn 150 rồi, ăn uống dọc đường cũng hết 200. Nhưng mà nếu mà cứ nghĩ tới chuyện là nếu có tiền mới được về quê thì đôi khi mình nhớ mẹ mình cứ về thôi nhé. Có lúc cũng buồn thì cũng nằm nhớ mẹ thì cũng về, nhưng mà về á mình không cho tiền mẹ, kỳ lắm. Sao kỳ? Con về thăm mẹ mà. Nhiều khi bố mẹ mình đâu có quan trọng cái đó. Cái đó là do mình, tự mình đặt cái áp lực cho mình thôi. Ở dưới quê á, mẹ cũng không có làm được tiền nhiều. Mẹ thuê cái miếng đất ở dưới mé sông á, mẹ bán nước mía với lại nước ngọt, mẹ bán ngày chưa được 70 ngàn. Lỗ tiền nước đá, rồi mía để lâu 2-3 ngày đâu có được. Cho nên mình thấy vậy mình có tiền mình mới về cho mẹ. Còn không có thôi. Trên đây á, mà có đồ ăn ngon gì á, là em gửi về cho mẹ hết. Thật sự mà nói, mẹ em năm nay 50 mấy tuổi chưa biết ăn cái bánh kem. Bữa đó về cái mẹ mới nói là cái bánh kem làm sao vậy, mua ăn thử ngon không? Cái mới đi mua cho mẹ. Cái mẹ ăn mẹ mới nói để mua thịt bò ăn còn ngon hả mày. Thương mẹ, tại vì 50 mấy tuổi mà cái bánh kem không biết. Mẹ là người thương em nhất. Khi mà em đói bụng á, mẹ cho em 10 ngàn mẹ em kêu ra ngoài ăn bún đi. Em mới thấy mẹ ngồi ăn cơm. Mà anh biết là mẹ em ăn cơm gì không? Mẹ em ăn cơm với mấy con khô mực mà nó bị kiến cắn lung lộ, trộn với lẹo ăn. Nó đem cái lộn mẹ rồi, nói sao cái này món ăn ngon mà mẹ không cho con ăn. Mình không có biết được đó là khô mực hư. Sau này mình mới biết được là khô mực ở trong tủ hư, mẹ lựa lại cái nào còn ăn được mẹ ăn, còn nào ăn được mẹ bỏ. Mình đâu có biết được là mẹ cho tiền mình muốn đi ăn đồ ngon mà còn mẹ ăn đồ dở đâu. Chương trình có một cái món quà dành cho em. Tôi là mẹ của Yumi. Hồi đó nó đi làm vú, nó đòi là đi Thái làm vú mà nó không có tiền. Rồi nó mới mượn tôi hỏi nợ giùm nó là 30 triệu. Rồi nó đi làm một năm mấy đi, cái nó đòi là đi giải phẫu mà nó không có tiền. Không có tiền cái nó đi bỏ nhà đâu cả 5-7 tháng gì đó. Cái nó đi qua một năm mấy, cái nó đi qua Thái nó làm. Làm rồi cái 5-7 bữa gì đó nó điện về nhà, nó nói con đi giải phẫu rồi. Cái đi chơi ở trên nhà mấy cô nó chửi quá trời chửi, nói là có thằng đứa để làm mà giống nồi bây giờ đem đi làm mất giống hết trơn rồi. Rồi mình cũng buồn bã, rồi nói này nói kia, rồi khóc, rồi nói nó là con trai rồi giờ đi giải phẫu rồi. Biết sao giờ ngủ không được, ngủ không yên gì hết trơn á, rồi người này chửi người kia la.
rồi nó đi nó làm tiền ơn của nó. Con ơi, mẹ chỉ có hai đứa con à, con là trai, mẹ mừng lắm bây giờ á con. Con dạy dỗ Ngân nên người con đi làm gì đó mẹ cũng vui lắm. Mà mẹ ở nhà mẹ nhớ con, mẹ không biết sao mà nhìn con mẹ bắt vô thiết bị vô. Mẹ mới nhìn con biết rồi mẹ cũng mét đằng này đằng kia là con hát gì gì đó, cũng nhóc người coi hết trơn. Lúc nhỏ con giỏi, đi học giỏi lắm. Bây giờ con đi chuyển giới mà con không cho ai biết hết trơn á, tới chừng mà 5 ngày không mới điện gì. Bên nội nó mất dòng giống hết trơn rồi, không nói cho biết gì trơn, đi cho con đi làm gì đó. Mà tiền của con không biết kiếm ở đâu được, chứ mẹ không có tiền mà mẹ, trong khi đó phải con nói thì mẹ cũng cho con vài triệu bạc để trong người. Mà con không có nói đó, chừng rồi tới 5-6 ngày mới con điện diễm mẹ chân hững. Bây giờ con đạt thành danh tội rồi, giờ mẹ cũng vui lắm, mừng lắm. Lâu rồi hai mẹ con không nói chuyện với nhau à? Không, em với mẹ về nhà là không nói chuyện, ngồi gần nói chuyện với nhau nhiều lắm. Gọi điện thoại cũng vậy nữa, nói chuyện được 3 câu là tắt, không có gọi với mẹ. Tại cho sao vậy em? Em với mẹ khác tuổi, nói chuyện 1-2 câu là cự cãi. Và cái việc gần đây nhất hai mẹ con cãi lộn là mẹ không cho em của em đi học nữa. Em học đến lớp mấy rồi? Em học 12, thi đậu và chuẩn bị vô đại học. Mẹ nói trong đầu là mẹ không tiền, mẹ không lo nổi cho em đi học nữa, mẹ bắt buộc em phải nghỉ học. Em nói là bây giờ học hết lớp 12 rồi, thi đậu rồi mà tại sao bắt nghỉ học. Bà nói là mày lo đi, tao nó không có tiền mà đi học, học 4 năm trời nó ra làm gì. Em nói là bây giờ học bao nhiêu tôi lo. Bà với em nói chuyện sao đó không biết, bây giờ em nghỉ học luôn. Em im lìm cả tháng trời, em chỉ âm thầm em gửi tiền về thôi, chứ em không về nhà cả tháng trời luôn. Bây giờ nó đi làm, em cũng gọi hỏi thăm là làm được không. Nếu mà cực quá nghĩ đi học nghề tóc hoặc là học cái nghề nào khác để cho mình sau này mình có cái nghề, chứ đừng đi làm công ty. Làm công ty sau này trời làm gì ăn. Bản thân em đã lông bông rồi, em không biết cái nghề nó đi tới đâu hết. Em đã lông bông rồi, em không muốn em của em như vậy. Em không muốn em khổ. Nhưng mà công việc tốt không mày? Nó nói là một tuần làm cả ngày, một tuần làm cả đêm. Mà em sợ lắm, cái đường nhà em á, nó dán tanh dán teo mà. Mà em mình lại là con gái nữa, mà chiếc xe 50 cũng sợ, cũng chưa có hỏi. Sau khi mà ghi hình xong là em sẽ gọi về em hỏi. Không chỉ khó khăn về mặt sức khỏe, điều cô ấy chăn trở nhất là về gia đình của mình. Không muốn em gái khổ nhưng không cãi lời mẹ được, không muốn mẹ phiền lòng nhưng rốt cuộc vẫn khiến cha mẹ buồn. Thế bây giờ mình lâu rồi mình chưa nói chuyện với mẹ, thì bây giờ mình có gì mình thổ lộ với mẹ mình không thông qua chương trình này? Em cũng muốn gửi lời mẹ là em cũng cảm ơn mẹ là đã thương và đã không la gầy em khi giới tính em như vậy. Mặc dù là bên ngoài người ta nói như thế nào mẹ cũng đều cho qua, mẹ chỉ âm thầm dằn xé cái nỗi đau khi mà nghe người ta nói con mình thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nữa, con hứa con sẽ cố gắng, con làm một người thật tốt, sống thật có ích cho xã hội, con không để mẹ buồn nữa. Và sau khi nghe những lời tâm sự đó thì anh nghĩ là mẹ cũng sẽ thoải mái hơn một tí xíu trước những cái áp lực mà mẹ đã phải chịu đựng trong thời gian rất là dài vừa qua. Cảm ơn Yumi vì đã nhận lời tham gia vào chương trình. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.